Các bạn đang nghe podcast King Share Space, chia sẻ thông tin tài chính. Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates Foundation, với số vốn 75 tỷ đô la Mỹ, đã âm thầm trở thành cổ đông của Masan Group, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng trong các lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ và thực phẩm. Việc quỹ này tham gia vào Masan đã thu hút sự chú ý không chỉ của giới đầu tư trong nước mà còn của cộng đồng quốc tế. Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates Foundation và chiến lược đầu tư. Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates không chỉ tập trung vào các hoạt động từ thiện, mà còn tìm kiếm các cơ hội đầu tư có tính bền vững và lợi nhuận cao, đặc biệt là trong các thị trường đang phát triển như Việt Nam. Masan Group, với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực tiêu dùng và khả năng nắm bắt xu hướng tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam, là một lựa chọn hấp dẫn. Việc đầu tư của quỹ vào Masan có thể được xem là một sự tin tưởng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, cùng với sự đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng dài hạn của tập đoàn này. Mối quan hệ giữa quỹ và Masan không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn thể hiện sự cam kết lâu dài với các giá trị mà hai bên đang theo đuổi, đặc biệt là trong việc cung cấp các sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao cho người dân. Cổ phiếu Masan tăng trưởng mạnh. Kể từ đầu năm 2024, cổ phiếu Masan, MSN, đã tăng hơn gấp đôi, phản ánh sự kỳ vọng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư về tiềm năng phát triển của công ty. Các yếu tố chính giúp đẩy giá cổ phiếu của Masan bao gồm: hiệu quả kinh doanh, Masan đã có nhiều bước tiến lớn trong việc mở rộng mạng lưới bán lẻ, đặc biệt là chuỗi Winmart, và tăng cường mảng tiêu dùng nhanh, FMCG, thông qua các sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Hơn nữa, Masan còn đang phát triển mạnh mẽ mảng bán lẻ công nghệ, giúp đa dạng hóa doanh thu. Thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng, với dân số đông và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho các công ty tiêu dùng. Masan, với vị thế dẫn đầu, được hưởng lợi lớn từ xu hướng này. Niềm tin từ các nhà đầu tư lớn, sự gia nhập của quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates có thể được xem như một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư khác, từ đó gia tăng sự quan tâm và đẩy giá cổ phiếu MSN lên cao. Tác động của việc đầu tư vào Masan. Gia tăng giá trị cổ phiếu, sự tham gia của các quỹ lớn như Bill và Melinda Gates Foundation giúp gia tăng niềm tin vào triển vọng của Masan, đồng thời thu hút thêm dòng tiền từ các nhà đầu tư quốc tế khác. Điều này có thể đẩy giá cổ phiếu tiếp tục tăng trong tương lai. Tăng cường uy tín quốc tế, việc Masan trở thành đối tác của một quỹ từ thiện nổi tiếng như quỹ Bill Gates giúp tăng cường uy tín của tập đoàn trên trường quốc tế. Điều này không chỉ cải thiện hình ảnh của công ty mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác khác trong tương lai. Những rủi ro tiềm ẩn. Tuy cổ phiếu của Masan đã tăng trưởng mạnh, vẫn có những rủi ro tiềm ẩn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Các yếu tố như lạm phát, tình hình kinh tế thế giới và các thay đổi trong môi trường kinh doanh nội địa đều có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển của Masan trong dài hạn. Việc quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates trở thành cổ đông của Masan là một sự kiện quan trọng, đánh dấu niềm tin vào sự phát triển dài hạn của tập đoàn này và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Cổ phiếu Masan đã có sự tăng trưởng ấn tượng từ đầu năm 2024 và sự tham gia của quỹ này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển mới. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, Masan cần phải tiếp tục đổi mới và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh kinh tế ngày càng thay đổi.